Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em một cái bộ sản phẩm Tarot lấy ốc gãy 27 chi tiết đến từ hàng thép của công nghệ Đức. Thì sản phẩm này chuyên dụng để các bạn có thể lấy ốc gãy với chất thép là CRMO. Và sản phẩm này thì có thêm một cái cải tiến để anh em chúng ta có thể bắn bu lông. Ngoài ra anh em chúng ta có thể dùng cờ lê. Hàng này là hàng thép cao cấp của công nghệ Đức anh em nhé. CRMO, đây là 2732 đây anh em. Rồi, tôi sẽ đi vào từng chi tiết để cho anh em nhìn thấy. 13, 16 này. Đó, thì hàng trên thì tôi đi qua thôi. Hàng dưới này, 5/8. Tôi sẽ nhìn cho anh em nhìn thấy cái chất thép của thằng Đức này rất là ok nhé. Và sản phẩm thì được làm theo công nghệ mới. Ngoài cái phần là gia tăng cái độ cứng của chất thép với chất liệu là CRMO thì nhà sản xuất còn làm thêm cái phần lỗ chân 1/2 này để cho anh em chúng ta hoàn toàn có thể là cắm bu lông vào để bắn. Thao tác nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây. Anh em có thể nhìn thấy chất thép rất là đẹp. Và rất là chắc chắn. Với chất thép này thì anh em hoàn toàn có thể là lấy ốc gãy rất là gọn gàng chi tiết khi mà công nghệ nó đã đạt được đến cái tầm là hàng nhập khẩu rồi anh em ạ. Tôi xin nhắc lại là đây là chất thép của Đức anh em nhé. Anh em nhìn chất thép của Đức này rất là đẹp luôn. Sản phẩm 27 chi tiết và có các cái phần đây, các cái phần phần thêm này cho anh em. Đây đầu nối này. Đó. Thì ở bên này máy móc Minh Chí sẽ cập nhật cho anh em về thông số bài viết chi tiết của các cái sản phẩm này. Anh em yên tâm là bên mình đã cập nhật đầu tiên là hình ảnh. Cái thứ hai là bài viết chi tiết hướng dẫn sử dụng cho anh em và những cái điều cần lưu ý. Còn ở cái video này ấy, thì tôi chỉ xin phép anh em là tôi review về cái chất thép cũng như là cái hình ảnh sơ qua của sản phẩm trực tiếp. Ngoài ra thì bên máy móc Minh Chí sẽ lồng ghép thêm một vài các cái video hướng dẫn sử dụng cũng như là đánh giá của khách hàng. Một lát nữa thôi thì tôi sẽ gửi cho anh em cái đánh giá của khách hàng khi mà đã đặt hàng mua và trải nghiệm cái sản phẩm này. Đây anh em nhìn này, hàng siêu đẹp luôn. Tôi sẽ chú ý nhiều hơn về cái phần đường gen. Còn về chất thép thì nó quá là đẹp rồi. Đây, tôi về mấy cái nhỏ để cho anh em nhìn thấy này. Ok chưa anh em? Siêu nét, siêu đẹp luôn. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà đặt hàng bên máy móc Minh Chí. Sản phẩm này thì bên mình sẽ có video hướng dẫn sử dụng này, có giá này, có hình ảnh này, có bài viết chi tiết cho anh em để anh em chúng ta nhìn thấy gần như là không thiếu cái sản phẩm gì. Bài viết, hình ảnh, video, giá và đánh giá của khách hàng. Một lát nữa thôi thì tôi sẽ lồng ghép cho anh em về hình ảnh, về đánh giá của khách hàng, về chất lượng của chất thép thì không còn có gì phải lăn tăn rồi. Sản phẩm này được đánh giá 8 điểm trên 10 điểm về cái chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên thì giá thành của nó sẽ cao hơn các cái dòng tarot lấy ốc gãy ở trên thị trường. Sản phẩm này nó rơi vào tầm khoảng 27 chi tiết anh em nhé. 27 chi tiết là nhiều hơn các cái bộ ở trên thị trường khoảng 2 chi tiết. Chắc là nó sẽ nhiều hơn 2 chi tiết là 2 cái chi tiết này. Đây, nó sẽ nhiều hơn 2 cái chi tiết này. Đầu nối thêm. Còn về chất thép thì rất là ok rồi. Với các cái chất thép và các cái đầu lỗ như thế này thì anh em hoàn toàn chúng ta có thể vặn cờ lê đầu bên ngoài này, bắn bu lông đầu bên trong. Đấy, rất là chi tiết. Và sản phẩm được đựng trong một cái hộp bằng nhựa do bên máy móc Minh Chí phân phối, rất là nhỏ gọn thôi. Và nếu như các bạn nào có nhu cầu tìm kiếm những cái sản phẩm chất lượng, uy tín để phục vụ trong công việc tarot, tháo gãy thì chắc là các bạn cũng không thể nào bỏ qua được cái mẫu sản phẩm này đúng không? Tôi sẽ zoom chi tiết một chút để cho anh em chúng ta nhìn về cái chất thép của sản phẩm. Đó, rất là ok anh em nhé. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm bộ tarot lấy ốc gãy 27 chi tiết của thương hiệu M3T, hàng nhập khẩu thép Đức và là hàng cao cấp với chất liệu là CRMO,
hàng siêu nét luôn anh em. Đó, khi mà anh em đặt sản phẩm này anh em sẽ hài lòng luôn, chất lượng của sản phẩm đạt ở mức tiêu chuẩn luôn anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Trí nhé, và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhtri.com hoặc là minhtrimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.